Có lẽ ai trong tất cả các bạn đều không còn gì xa lạ với hai từ khóa Disneyland rồi chứ nhỉ? Được thành lập cách đây 67 năm trước, Disneyland luôn là một cái tên khiến cho tuổi thơ ai cũng vô cùng thích thú với những bộ phim hoạt hình đầy kịch tính vui nhộn. Nhưng bạn không thể nào biết được rằng sâu bên trong công viên Disneyland hay những câu chuyện của họ che giấu sẽ khiến cho bạn rùng mình. Mình xin cảnh báo bạn luôn, những video tiếp theo sẽ khiến bạn mất đi tuổi thơ của mình nếu còn tiếp tục xem. Có lẽ không ai là không biết đến cái tên huyền thoại chuẩn Mickey rồi chứ nhỉ, là một nhân vật nổi tiếng ăn khách. Chắc vì điều này mà tại khu vui chơi Disneyland không thể thiếu sót nhân vật này. Nếu bạn đi chơi ở Disneyland, chắc chắn bạn sẽ thấy một số nhân viên cosplay đi loanh quanh ở khu vực này để cho chụp hình cùng các vị khách. Nhưng có một sự thật đáng sợ mà các nhân viên không cho bạn biết. Trong một khu vực nhất định, chỉ có một nhân viên được mặc trang phục Mickey, nhưng trong cùng một khu vực đó lại có thêm một chú chuột Mickey khác đang đứng chụp ảnh với khách, thì người nhân viên này thật sự phải kiểm tra lại con mắt của nó. Nếu thấy điều khác thường, họ phải giả vờ như là không biết gì cả, sau đó sẽ đi báo an ninh. Trường hợp thứ hai, nếu thấy nó lảng vảng một mình, thì nhân viên này phải dẫn con chuột Mickey đó xuống tầng hầm, rồi quay mặt bỏ đi mà không được quay đầu lại. Vì điều này là cấm kỵ. Lý do vì sao thì chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu câu chuyện thứ hai mà Disneyland che giấu nhé. Quá khứ của các nhân viên Disney. Chúng ta vừa được nghe qua câu chuyện hai chú chuột Mickey trong một khu vực vừa rồi, nhưng video sau đây cho tìm ra được nguồn gốc thật sự của nó. Chuyện kể rằng, vào khoảng thời gian trước đó, có một số nhân viên tại Disneyland đã chết ngạt trong các linh vật của Disney khi đang làm việc. Điều kinh sợ hơn là các linh thú khác khi phát hiện ra người chết. Họ không được phép làm các du khách hoảng sợ, mà phải tìm kiếm một bàn ghế dài và đặt người này ngồi như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, như thể họ chỉ đang ngồi nghỉ ngơi. Do đó, trong số các bức ảnh chụp của các đứa trẻ cùng các nhân vật của Disney ngồi ở trên ghế, và có khả năng bên trong các nhân vật đó chính là người chết. Xin xem ảnh. Việc chụp ảnh ở Disneyland là một câu chuyện rất bình thường. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là 100% các du khách sau khi chụp ảnh với nhân viên cosplay thì họ lại bắt đầu xin xem lại bức ảnh. Đôi lúc họ sẽ xin các du khách xóa các bức ảnh. Nếu các du khách thẳng thừng từ chối, họ lại ra quyết định dụ dỗ là tặng quà. Nếu vị khách xóa các bức ảnh kia đi sau khi bạn đi một nơi khác và bắt đầu họ báo cho bộ phận an ninh ngay lập tức. Vậy điều gì thật sự đang diễn ra ở đây vậy? Nếu như theo mình suy luận câu chuyện này và hai câu chuyện trên thì rất có khả năng các linh hồn của nhân viên Disney ngày xưa đã hiện về trong khu vực này và các vị khách vô tình chụp ảnh được. Đó là lý do vì sao các nhân viên sau khi phát hiện ra hai nhân vật Mickey cùng một lúc thì rất có khả năng linh vật kia là người chết và nhân viên phải kiểm tra mắt của nó. Đơn giản, nếu vì khi nhân viên kiểm tra họ thấy mắt đỏ hay nhắm thì chắc chắn một điều, nhân viên trong linh vật không phải là con người và phải báo cho nhân viên an ninh ngay lập tức. Lý do thứ hai, vì Disneyland là một công viên rất lớn, và nếu để xảy ra những chuyện tâm linh sẽ khiến các du khách hoảng sợ. Điều này dẫn đến mất doanh thu cực lớn, nên đối với việc xin xóa ảnh tặng quà là một điều hiển nhiên của họ. Lý do thứ ba, Disneyland từng lấy hài cốt người thật để trưng bày trong công viên nước. Có nhiều tin đồn rằng trước đó bên dưới Disneyland từng là một nghĩa trang. Vậy hồn ma xuất hiện ở đây cũng không có gì bỡ ngỡ lắm. Bức ảnh thứ 7. Trong công viên Disney, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy một khu vực tàu lượn khủng long. Tại nơi này, các du khách sẽ được trải nghiệm tàu lượn siêu tàu và ngắm những con thú màu xanh mắt cha hiền lành đã tuyệt chủng cách đây hàng tỷ năm. Hai là các du khách sẽ bị hù sợ bỏ mẹ ra và những khoảnh khắc hù đó sẽ được máy ảnh tại đây tự động ghi lại. Nhưng khi các bạn nhận ảnh, đôi lúc khách hàng lại thấy thiếu một vài bức ảnh, đặc biệt chính là bức ảnh số 7. Sau khi được hỏi, nhân viên chỉ giải thích đó là lỗi kỹ thuật, họ sẽ tặng tấm vé lượt khác cho bạn. Nhiều người thắc mắc rằng liệu đó có thật là lỗi ảnh số 7 hay không, hay thực sự có điều đáng sợ gì mà họ muốn che giấu. Chắc chắn sau khi nghe qua, các bạn cũng sẽ biết bức ảnh thứ 7 có gì rồi đúng không? Cũng có một số người đặt giả thiết rằng rất có thể ảnh số 7 là được chụp bởi một hệ thống nào đó mà nơi đó được cho là xuất hiện các hồn ma tại đây. Bóng ma tại Disneyland Nhật Bản. Không chỉ có ở Hoa Kỳ mà tận Nhật Bản xa xôi cũng đều có công viên Disneyland tương tự. Nhưng đáng trùng hợp thay, những nơi này thường chất chứa điều đáng sợ nào đó mà chúng ta không hề hay biết đến. Đoạn video tiếp theo này được ghi lại bởi một gia đình sống tại Nhật Bản.
Ở đất nước này có quyền riêng tư rất nghiêm ngặt nên các bạn cũng đừng thắc mắc tại sao người ta phải che đi gương mặt của người khác để có thể bảo vệ danh tính đứa trẻ cũng như người khác. Họ cho biết, trong khi đi tham quan tại công viên Disneyland thì cô con gái bé nhỏ của gia đình này đã vô cùng sợ hãi với sự kiện mà họ đã trải qua ở công viên này. Và đây là những gì gia đình quay lại được. Các bạn có thấy chứ? Người quay đoạn video ẩn danh này đang đi ở trên tầng 2 của khách sạn, ở trong khu vui chơi thì vô tình camera của anh ấy đã quay được cái gì đó vô cùng kỳ lạ. Trong video là một chiếc bóng mờ nhạt của một đứa bé gái mặc một chiếc váy liền thân. Thế nhưng người quay này không nhận thấy sự hiện diện của đứa bé kia. Đoạn video chỉ sau khi được xem lại thì gia đình mới bàng hoàng sợ hãi. Có lẽ đây là chuyến đi cuối cùng của gia đình này ở Disneyland. Có lẽ các bạn đã không còn gì xa lạ với các linh vật của Disneyland rồi chứ nhỉ? Trong video tiếp theo sẽ chỉ là các nhân vật phụ chứ không hẳn là của Disneyland, nhưng nó kinh dị không hề kém cạnh các linh vật của Disney nhé. Jack and Cheese là một con chuột hoạt hình đại diện cho một trung tâm giải trí gia đình và chỗ nhà hàng pizza của Mỹ. Trong video này, các bạn có thể thấy một chàng trai người Mỹ vì quá phấn khích nên đã la hét vào tai chú chuột mô hình này. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu mô hình này không xoay mắt nhìn sang anh ta một cách đáng sợ. Và ngay sau đó, trong tất cả bình luận đều nói rằng chàng trai này đã chết và được tìm thấy trên đường phố ngày hôm sau. Yo, give me the mic, man. Hey, yo. Give me the mic, yo. I know you hear. Sau đó, hàng loạt các câu chuyện creepypasta đã nổi lên, thậm chí đoạn video còn xuất hiện tại Việt Nam. Bạn có nghĩ chú chuột này đã sát hại chàng trai kia không? Sau khi tìm hiểu và điều tra, thì mình phát hiện ra video của chàng trai này. Anh chàng này cũng cho biết đó chỉ là một trò đùa của một anh nhân viên ở trên sân khấu và hình nộm mô hình đó có người ở bên trong. Hiện nay, anh vẫn chưa hoàn toàn đáng xuất khỏi thế giới này. Weston còn nói rằng anh đáng buồn vì sự sai lầm thông tin tai hại này. I know you hear me. Yeah, give me the mic. It's like a lead singer, yo. See that when I'm talking about, man, but you know what's right, yo. Chú chó nhút nhát. Có lẽ ai trong tất cả các bạn đều không xa lạ gì với bộ phim hoạt hình Chú chó nhút nhát, Curse. Là một bộ phim hoạt hình nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau câu chuyện này tồn tại những sự nghiện vô cùng đáng sợ. Trong các tập phim chúng ta luôn chứng kiến một căn nhà ở trên cánh đồng hoang vắng, không có hàng xóm, cứ nghĩ là chỉ có ở trên phim. Nhưng thực tế đây là một ý tưởng dựa trên một câu chuyện có thực. Nơi ở của vợ chồng ông bà lão trong bộ phim hoạt hình Chú chó nhút nhát là một nơi có thật, nằm ở New Mexico. Bộ phim được làm dựa trên cuộc sống thật của một đôi vợ chồng già cùng một chú chó. Điều đáng sợ là gia đình này cho rằng họ thường xuyên chứng kiến các hiện tượng kỳ lạ ở nơi này. Trong các báo cáo của cặp vợ chồng này, họ cho rằng mình đã nhìn thấy một sinh vật trông giống ma cà rồng. Sau đó, hai vợ chồng này đột ngột biến mất trước mặt vị cảnh sát, chỉ để lại chú chó ở phía sau. Ngoài ra còn có một sự thật đáng sợ nữa là nơi này được rất nhiều người phát hiện đĩa bay. Thậm chí các sinh vật vô cùng kỳ lạ được nhìn thấy. Và trùng hợp thay, trong các nhân vật bộ phim Chú chó nhút nhát đều lấy ý tưởng từ nhân chứng nhìn thấy các sinh vật này. Bạn nghĩ các nhân vật đó có thật hay không? Mình thì không biết, nhưng bộ phim bỗng dưng ngưng sản xuất mặc dù rất ăn khách. Có lẽ vì lý do tâm linh nào đó mà họ làm như vậy. Ma Sa và chú gấu xiếc. Chắc hẳn rất nhiều các bạn đã từng xem bộ phim Ma Sa và chú gấu xiếc. Bạn đã nhìn thấy cháu mình hay em mình xem qua rồi, nhưng không ai ngờ rằng đằng sau bộ phim hoạt hình này là một câu chuyện đáng sợ và đau lòng. Cụ thể, cô bé Ma Sa và chú gấu xiếc là một bộ phim hoạt hình 3D nổi tiếng rất ăn khách của Nga. Chương trình này thường công chiếu vào buổi tối trước khi các bé đi ngủ. Nhân vật chính là cô bé Ma Sa, người Nga. Cô bé đáng yêu này có mái tóc màu vàng. Theo như lời đạo diễn của bộ phim, người đàn ông này cho rằng ông lấy ý tưởng của cô bé quàng khăn đỏ. Và hôm đó, ông đã nhìn thấy một cô bé tinh nghịch tắm biển nên đã quyết định tạo nên nhân vật này.
Tuy nhiên, mọi người đều cho rằng đó có thể là lời chứng minh giả chân đến từ đạo diễn. Khán giả cho rằng, một ngày nọ, có một cô bé tóc vàng ma sa người Nga đang cùng mẹ của mình dạo chơi trong sân vườn, thì bất ngờ có một đoàn rạp xiếc đến lại gần nơi ma sa ở. Ma sa có vẻ rất hào hứng, năn nỉ bố mẹ mình dẫn đến rạp xiếc để vui chơi. Tuy nhiên, trong lúc bất cần không để ý, bà đã để ma sa lại gần chuồng gấu. Chuyện gì đến cũng đã đến, ma sa đã trở thành bữa ăn của con gấu. Sau khi chứng kiến sự việc không may này, cả làng của bố mẹ ma sa rất buồn, thậm chí là trầm cảm. Sau cùng họ quyết định làm bộ phim để tưởng nhớ cô bé. Nhân vật chính trong bộ phim này không ai khác, chính là ma sa. Có chuyện gì xảy ra với Panay? Panay là một nhân vật hoạt hình nổi tiếng của nhà sản xuất SIT Entertainment sản xuất. Đáng lẽ ra nhân vật này cực kỳ dễ thương và yêu mến các bạn trẻ nhỏ. Tuy nhiên, đoạn video sau đây sẽ khiến cho bạn nổi da gà. Trong video, các bạn có thể thấy một ai đó đang hóa trang thành nhân vật Panay và đi vòng quanh sân vườn của người đàn ông này. Người quay video này cho biết anh nghe được tiếng la từ cậu con trai của mình và quyết định ra bên ngoài xem sự việc. Trong video, người cha đã quay được đó là nhân vật Panay hóa trang trông xấu xí và đáng sợ. Sau một lúc nhìn đứa trẻ thì Panay đã ngước sang người cha của cậu như đang ra lời đe dọa hoặc ra lời cảnh báo cho anh. Nhìn đoạn video thôi cũng có thể khiến mình vô cùng sợ hãi vì nhân vật mình từng yêu thích lại đáng sợ đến như vậy. Một số người còn cho rằng rất có thể một số tên bắt cóc hóa trang để dễ dàng dụ dỗ lũ trẻ, nhưng có vẻ như chúng không đủ kinh phí để mua bộ đồ cosplay nào đẹp hơn. Sự việc này đâu phải là ngẫu nhiên, bởi trong quá khứ có rất nhiều sự việc bắt cóc liên quan đến các nhân vật cosplay, chẳng hạn như sự kiện Blind Room Soup khiến cho toàn thế giới kinh hãi. Cụ thể là người đàn ông trong video này đang ăn súp, nhưng ông ta không hề vui vẻ tí nào, thay vào đó là khóc lóc. Người ta nói rằng bên trong chén súp của ông được làm từ thịt vợ và con của ông ấy, và các nhân vật kia là kẻ sát nhân đang hóa trang thành nhân vật hoạt hình ép anh ta ăn. Nếu bạn vô tình nhìn thấy một ai đó cosplay đi dạo vào ban đêm thì chắc chắn anh ta là fan cuồng đâu, mà có thể đó chính là một tên sát nhân hoặc ma quỷ từ địa ngục lên chơi trốn trần gian. Ba chị em Phineas và Ferb. Bộ phim hoạt hình nổi tiếng Phineas and Ferb có lẽ là một trong những bộ phim tuổi thơ gắn liền với tất cả các bạn, nhưng ít ai biết được rằng bên sau sự thật đằng sau câu chuyện đó là một quá khứ đầy đau thương. Câu chuyện đáng sợ này dựa trên một câu chuyện có thật. Hai nhân vật chính trong bộ phim là Phineas và Ferb, thật chất là hai cậu bé có thật ngoài đời. Tuy nhiên, trong một vụ tai nạn không may xảy ra đã khiến cho hai cậu bé qua đời. Lúc này khiến cho cô chị Candace vì quá đau khổ dẫn đến hội chứng tâm thần phân liệt. Người ta sau khi tìm thấy trong nhật ký của cô ở trong bệnh viện tâm thần thì mới vô cùng thương xót. Trong cuốn nhật ký nói rằng hai cậu bé em trai cô vẫn còn sống và chúng luôn có những trò nghịch ngợm, và đó cũng là nguồn cảm hứng cho tác giả bộ phim Phineas and Ferb. Bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? Đúng là thật sự ghê rợn. Cũng theo một số người cho rằng tất cả các bộ phim hoạt hình luôn có những bí mật đáng sợ đằng sau nó mà chắc chắn tác giả không hề muốn bạn biết đến. Đừng quên bình luận nếu bạn muốn xem tiếp series này nhé. Chắc chắn còn rất nhiều câu chuyện hấp dẫn trong phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để theo dõi YouTube Bí ẩn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.